Dạ hiện tại bây giờ phía trước là có bê bun và chú cô bê bun cũng ra trước nhà của chú anh chị. Dạ hiện tại bây giờ thì bé Bun cũng đang đi mua trà sữa nha cô chú anh chị. Dạ hiện tại bây giờ là bé Bun đang đi mua trà sữa nha cô chú. Đi từ từ thôi Bun, đừng có đi nhanh Bun, trời mưa trở con. Đánh bụng nước anh em. Con đi nhanh quá là đi ngủ gấu. Vừa đi lên vừa nhảy thôi chứ. Né nước là Bun. Né bụng nước cho con. Phương ơi, là. Không sao đâu, để tụi em đưa cho. Anh có 8 ngàn không? Có đây này, mấy tiền lẻ này. Mua cháu mà. Bỏ nước mày uống này. Một lon nữa nha, một lon nữa. Sức khỏe hả? Uống một lon thôi. Mua nước kìa không? Mua nước gì nữa không? Ăn nước uống sữa ha. À, ra quán cà phê vợt ha. Thank you.
kéo con voi. Kéo con voi nha. Dạ thì chiều ngày hôm nay Buôn cũng đi quê chú ra ngoài mua đồ ăn vặt nha cô chú anh chị. Chị rất là thích xem Bull ha. Dạ tôi giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.